Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đã học một phần của cách nói cho nó trầm hơn, đúng không? Thì mình cứ để cái đó nó ở đó đi ha, lát nữa mình sẽ quay lại. Mình mở sẵn cái link, lát nữa mình sẽ quay lại cái chỗ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ học cái 30. 30 mình cũng dịch hết cho cái này cho các bạn nghe rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về limericks, là những cái thơ hài hước 5 câu. People who are learning English as a second language often have trouble trying to get the right rhythm and intonation into their sentences. Thầy nói là người học mà tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai đó hay có vấn đề về cái việc nhịp điệu với lại ngữ điệu trong trong lúc mà nói cái câu. This is actually something that's quite difficult for learners of English because it's really difficult to get it from a textbook and it's just something that's not so easy to pick up. Thầy nói là cái điều này đó thì nó rất là khó để mà học từ sách và nó cũng không có dễ dàng để mà mình đạt được cái kết quả. However, it is really important that you get it right because you will lose a lot of marks if you don't get this correct for your... Thầy nói là nhưng mà nó rất là quan trọng để mà mình có cái nhịp điệu. So what can you do to do it? Well, basically, we found that there's a few different ways that you can try to improve your rhythm in English. Và thầy nói là có vài cách để mà giúp mình cải thiện điều này. One of the best ones is by learning some limericks. Thầy nói là cách một trong những cách tốt nhất là học những cái thơ hài hước năm câu. Basically, a limerick is a kind of poem, and the first two lines rhyme, and the second two lines rhyme, and the fifth line rhymes with the first and second line. And they're really easy to learn, and they're also a little bit of fun. So, okay. Thầy nói là mình sẽ học cái thơ hài hước năm câu, có nghĩa là sao? Là hai câu đầu nó có vần với nhau, hai câu sau nó có vần với nhau, và câu cuối thì nó có vần với hai câu đầu. Learn some useful vocabulary, and you can improve your English rhythm and pronunciation at the same time. Mình có thể học từ và học cả phát âm thông qua những cái câu này. So this is the limerick which I prepared earlier on. It's about a young guy from Taiwan trying to learn English. Okay, so là mình sẽ học một cái bài thơ về một cái thanh niên ở Đài Loan học tiếng Anh. Was a young man from Taiwan who thought learning English was mafan. By using these rhymes, he improved in no time and now speaks better than I can. All right, so first, I'm just going to explain what these words mean quickly for you. Đầu tiên là thầy sẽ giải thích một vài chữ cho mình nghe hiểu. So there was a young man from Taiwan, obviously Taiwan's country, and a young man which lives there. This is who we're talking about. But he thought that learning English was mafan. Well, obviously, people in Taiwan speak Chinese. Thầy nói rõ ràng rằng ở Đài Loan người ta nói tiếng Trung Quốc. In Chinese, you know, mafan means trouble. Thầy nói mafan trong tiếng Trung á nghĩa là trouble. Like a pain in the... So basically, he wasn't really enjoying English. He thought it was really difficult learning English. Thầy nói là cái anh này anh không có thích tiếng Anh. Anh gặp khó khăn khi mà học tiếng Anh nên là anh nói là cái việc học tiếng Anh nó là mafan, có nghĩa là trouble. But by using these rhymes, so a rhyme is basically like another way to say a poem. Thầy nói rhyme là một cách khác để mình nói poem. Rhyme với poem là có nghĩa là thơ đó mấy bạn. Những cái câu mà nó có vần với nhau đó. Give a quick example here, like Taiwan and mafan, they kind of sound the same, right? They rhyme. So here, rhyme is a verb. Yeah. Thầy nói chữ Taiwan, chữ mafan, they rhyme. Có nghĩa là chúng có vần với nhau. Rhyme mà nếu là động từ thì có nghĩa là có vần với nhau. Còn rhyme mà danh từ thì có nghĩa là thơ, là bằng với poem. And rhyme and time. Again, they rhyme.
and that rhyme is the. But here, when we say these rhymes, rhyme is obviously being a noun, and that noun is talking about this poem, this limerick. So by using these rhymes, these limericks, these poems, he improved in no time. If you do something in no time, obviously you use a little bit of time, but it's just... Thì nó in no time có nghĩa là a little bit of time thôi. Emphasizing that you do it very quickly. You do it very quickly. Là rất là nhanh, làm rất là nhanh nên là nhấn mạnh là in no time. And now speaks better than I can. Alright, so we'll just practice this one more time for you. When you do this at home, it's a good idea for you to do it one time slowly, and then a little bit faster, and a little bit faster, and a little bit faster. And that... Hãy nói là, lúc mà mình luyện tập ở nhà đó, thì đầu tiên là mình luyện tập chậm, xong sau đó nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. You really improve your rhythm and your intonation, and it's just a really good way for you to practice speaking naturally. Okay, so I'll do it maybe one time slowly and then one time a bit faster, okay? There was a young man from Taiwan. There was a young man from Taiwan. Who thought learning English was mafan. Who thought learning English was mafan. By using these rhymes, he improved in no time. And by using these rhymes, he improved in no time. Now speaks better than I can. And now speaks better than I can. All right, one more time, a bit faster. One more time, a bit faster. Là nhanh, một lần nữa, nhanh hơn một chút. There was a young man from Taiwan. There was a young man from Taiwan. Who thought learning English was mafan. Who thought learning English was mafan. By using these rhymes, he improved in no time, and now... By using this rhyme, he improved in no time. Speaks better than I can. And now speaks better than I can. Can you do it a bit faster? Thầy hỏi là có làm nhanh hơn nữa không mọi người? There was a young man from Taiwan. There was a young man from Taiwan. Who learned English was mafan. Who taught and learned English was mafan. Using his rhymes, he improved in no time, and now speaks better than I can. By using the rhymes, he improved in no time, and now he speaks better than I can. Can you do it any faster? Thầy hỏi là có làm nhanh hơn nữa được không nè? He improved in no time, and now speaks better than I can. Can you do it any faster? Maybe, but you can do that. Maybe you can do that. Nhưng mà nếu mà nhanh hơn nữa thì chúng ta tự làm mọi người nha. Rồi, hôm nay chúng ta học thơ 5 chữ, thơ hài hước 5 câu, đúng không? Rồi, mình trở lại cái bài nói dòng trầm. Bài dòng trầm thì ngày hôm qua mình làm xong cho mấy bạn phần 1 rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 xong rồi ha. Bữa nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 2. Là train techniques in the moment. Là mình thử ngay những cái kỹ thuật. Đầu tiên là gì? Keep your chin up. Là giữ cho càm ngẩng cao. Good posture will help you maintain a deep and authoritative voice. Cái posture có nghĩa là ta, cái phong thái, cái dáng của mình đó, mà nó nhìn nó tốt thì nó sẽ duy trì cho bạn một cái giọng nó trầm và nó có uy quyền. Mình tra những cái chữ posture nha. Mình tra từ điển Anh Việt. Posture có nghĩa là cái tư thế. Tư thế nha mấy bạn. Posture. Rồi, tra một từ nữa là authoritative. Showing that you expect people to obey and respect you. An authoritative. Authoritative. Nếu âm hai nha. Authoritative. Là mình thể hiện rằng mình mong người khác tuân theo cái ý của mình, tuân theo mình và tôn trọng mình. Về giọng nói uy quyền là như vậy. Authoritative. Quyền lực. Biểu thị quyền thế. Rồi chúng ta tiếp tục ha.
Instead of letting your headphone down or to the side while you speak, you should try to keep your head up straight and your chin up. Thay vì để cái đầu của bạn nó cụp xuống, đúng không? Thì hoặc là qua một bên trong lúc mình nói, thì bạn nên giữ cho cái đầu của bạn nó thẳng nè, nó thẳng và cái cằm của mình nó ngẩng cao, đúng không? Nhưng mà đừng có cao quá nha, cao quá là không tốt. Nhớ là để cho nó ngẩng cao là được. Your posture is important for achieving a good speaking voice. Là cái tư thế thì nó quan trọng cho cái việc mà mình nhận được, đạt được một cái giọng nói tốt. Nè, lúc nào cũng nhớ là mình phải ngẩng cao đầu ha. Giơ cao cằm. Rồi gì đây? Cái thứ hai là swallow before speaking, là mình nuốt nước bọt. Mình nuốt vào trước khi mà mình nói ra. Mình cái giọng của mình nó trũng trầm hơn. One trick to attain a deeper voice is to swallow motion just before you speak. Là một cái mẹo để mà có cái giọng trầm hơn, đó là swallow motion, là cái hành động mình nuốt xuống trước khi mà mình nói. Vừa trước khi, là just before có nghĩa là mình nuốt xong mình nói liền. Just before là như vậy. Just là kiểu như một xíu thôi, là just before. You don't need to actually swallow anything. Bạn không nhất thiết phải, bạn thực ra là không cần phải nuốt bất cứ cái gì mà cả, mình chỉ việc nuốt xuống thôi. Còn nuốt cái gì thì không quan trọng đâu. Imagine you are swallowing something and say the words. Tưởng tượng rằng bạn đang nuốt thứ gì đó và sau đó nói cái từ ra. Your voice should be slightly lower than usual. Xin chào mọi người. Đó, mình nuốt vô để cái giọng của mình sẽ trầm hơn. Giọng của bạn sẽ thấp hơn một chút so với bình thường. Rồi cái số 3 là mình speak slowly. Là mình nói chuyện chậm rãi. Mấy cái này là y chang như là mình nói tiếng Việt luôn mấy bạn. Mình nói chuyện tiếng Việt mình nói cũng hơi chậm. Rồi mặc dù giọng của mình đôi lúc nó cũng hơi cao, nhưng mà mình thấy mình nói một hồi cái này giọng của mình nghe nó buồn ngủ, nó trầm trầm, ồm ồm, tồm tồm đó. Speak slowly có nghĩa là nói chậm thôi. Try speaking slower than usual. Hãy cố gắng nói chậm hơn bình thường. Lower your voice at the beginning of a sentence and then just speak slowly. If you find you want to speak quickly, it could raise the pitch of your voice. Hãy cố nói chậm hơn bình thường. Cái giọng làm, hãy làm thấp cái giọng của bạn đi ở cái khúc đầu của cái câu và sau đó nói chậm chậm. Nếu mà bạn thấy bản thân mình nói nhanh thì nó có thể làm tăng cái cao độ của cái giọng nói của bạn. Cái số 4, avoid speaking with, này, nói chậm chậm là gì nè, đó, cái đồng hồ cát, hả? Nói chậm thôi ha. Cái số 4, avoid speaking with a rolly or raspy voice, là tránh cái việc nói với một cái giọng nó rolly hay là nó raspy. Mình tra coi rolly là gì nhé. Rolly tra từ điển thì không có. Để coi raspy là gì. Raspy có nghĩa là having a rough sound, as if the person has a sore throat. Là giọng khàn khàn đó mấy bạn. Tránh việc nói chuyện mà cái giọng nó khàn đặc. Raspy là giọng nó nghe nó gay gắt hả? Bên đây nói là cái giọng nó
nó khàn giống như là đau họng vậy đó. Còn bên đây thì nó dịch là chua ngoai gay gắt kêu kiền kẹt, hay là bên đây nó dịch là bực tức dễ cáu, thì thôi mình theo từ điển Anh ha, mình tin tưởng từ điển Anh hơn, tại vì cái này cũng là của Oxford mà đúng không? Đó, giọng khàn quá thì cũng không tốt, mình tra từ điển, mình tra cái từ Rowley ha. Rowley có nghĩa là making a low guttural sound. Guttural là gì mà bạn? Guttural có nghĩa là made or seeming to be made at the back of the throat. Đừng có nói cái giọng mà nó ở trong cổ họng quá ha. Đừng có nói trong cổ họng đó, những cái nó rất là ớn, nghe nó rất là khàn đặc ở trong họng á. Đó, khàn đặc như vậy thì nó cũng không có hay. Nè, một cái tiếng tru mà nó khàn đặc với âm vực thấp nè. Rồi mình tiếp tục ha, mình không có nên nói kiểu của khàn đặc như vậy, giống như cái anh này nhìn ảnh nói nè, đó ngầu ngầu thì hay nói giọng khàn khàn đúng không? Rồi tránh cái việc nói bằng cái giọng khàn. This practice can damage your vocal cords. Là mình nói cái việc mà mình thực hành mình nói giọng khàn đó, nó có thể làm hại cái dây thanh của bạn. It could also be symptom of a medical condition such as strep throat. Nó cũng có thể là cái triệu chứng của cái điều kiện y tế, không phải điều kiện y tế đâu, là một cái bệnh đó, medical condition, tình trạng sức khỏe đó, một triệu chứng của tình trạng sức khỏe như là cái strep, là cái cổ họng nó bị cái gì đó ha, không biết strep là cái gì. Đây, strep throat. Strep throat. Strep throat. Throat. Strep throat. Strep throat. Là cái này là tiếng Anh của người tiếng Anh Mỹ và nó không trang trọng ha, có nghĩa là infection, nhiễm trùng cổ họng, strep throat, bị nhiễm trùng cổ họng đó mấy bạn. Tiếp tục, avoid smoking. Although smoking can give you a raspy or throaty voice. Tránh cái việc hút thuốc, dù cho hút thuốc nó cho các bạn một cái giọng khàn, một cái giọng mà nó có nhiều hơi hơn. It will do long-term damage to your health, including your vocal cords and lungs. And lungs. Rồi. Là nó về lâu dài đó, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, bao gồm cả dây thanh và cả phổi nữa. Rồi. If you have a raspy voice that does not go away, you should seek medical attention. Nếu mà bạn có cái giọng mà nó khàn khàn, khàn đặc luôn, thì nên đi thoát khỏi nó đi, tìm cách thoát khỏi nó đi. À không, nếu mà bạn có một cái giọng khàn đặc mà mình không thể nào mà mình loại bỏ nó được, thì mình nên tìm kiếm cái sự chú ý về mặt y tế, có nghĩa là mình tìm kiếm sự tư vấn y tế đó. Rồi, phần số 3 là controlling your threat. Không phải, your threading. Threading là mình kiểm soát hơi thở, cái việc thở của mình. Rồi, bữa sau mình sẽ đọc cái phần này ha. Phần 3 này ngày mai chúng ta sẽ cùng xem. Bây giờ mình sẽ xem tới cái số 31. Learn exclamation words and fillers. Là mình học những cái từ cảm thán và những cái từ fillers. Mình tra nha. Fillers là những cái bài nói, bài lắp chỗ trống. Là những cái từ mà mình dùng để mà mình lắp cho chỗ trống, để mà mình im lặng khi mà mình nói đó.
Now watch this video or study this list of 100 common exclamation here's. Học cái video này hay là mình học cái danh sách 100 cái câu cảm thán, cái câu cảm thán đúng rồi, thông dụng. Ở đây, đầu tiên mình mở cái này ha. I wish you more. Hello, my name is Emma, and in today's lesson, we will be talking about exclamations. Cô này là Emma, và hôm nay cô sẽ chỉ cho chúng ta về những cái câu cảm thán ha. How exciting! So what is an exclamation? How exciting, có nghĩa là ôi thật là hào hứng làm sao. Well, how exciting is an example of an exclamation. So an exclamation is pretty much something you say. So this is used in conversation English, not written, when you want to show you are surprised about something. Câu cảm thán là câu là thể hiện, mình nói ra để mình thể hiện là mình bất ngờ một cái gì đó. Mình thấy cô Emma nói hơi chậm ha, nên là mình cho cô Emma nhanh hơn một chút. 1.25 đi. Whoa! What a big car, example. You can also use it when you want to emphasize something. When you want... Mình cũng có thể dùng cái dạng câu này để mình nhấn mạnh cái gì đó. So you really mean something. So for example, yesterday my grandmother gave me this beautiful ring. So what did I say when I got the ring? I said, what a beautiful ring, Nanny. I called my grandma Nanny. Cô gọi bà của cô ấy, bà của cô là Nanny. Nanny, Nanny, thì what a beautiful ring, what a beautiful ring, Nanny. I also said, how beautiful. What a beautiful ring, thì cũng có thể nói ngắn gọn là how beautiful. Nè, mấy bạn thấy cái cấu trúc ở trên phía trên của cái phía trên của cô không? Là how cộng adjective, thì nó cũng tương ứng như what adjective cộng với noun. These are examples of exclamations. So we use them a lot in conversation. So let's look at how do you make an exclamation. Okay, so first we will look at how. We make a how exclamation by taking how plus an adjective. If you remember, an adjective is something that describes a noun. Example, exciting, interesting, big, small, medium, beautiful, pretty, cool. These are all adjectives. So for example, how exciting. This is an exclamation. And do you notice what is at the end of the sentence? Cô nói là mấy bạn phải chú ý đến cái kết thúc của cái câu này, đó là dấu chấm than. That's right. An exclamation mark. So maybe you're talking to your friend, they're telling you about their job. What's their job? Maybe they're an astronaut. They go to space. What would you say to them? You'd say, oh, how cool. Là nó đi làm phi hành gia đúng không? Thì nó ngầu quá trời. How exciting. Hoặc là how exciting cũng được. Very excited for them. How strange. So again, how plus an adjective. There is no verb. And we have, again, our exclamation mark. How strange. Maybe you would say this if you saw a haunted house. Or a weird man. Or you saw someone doing something very strange. You would say, how strange. Another example. Maybe you see a baby. Your friend just had a baby, you're looking at it, it has these nice big eyes. What do you say? Oh, how cute. Aww, how cute. I always say this when I see puppies and kittens. How cute. Okay, so again, no verb. And if you write it, it has an exclamation mark. Okay, so these are our how exclamations. Đây là cái câu cảm thán mà bắt đầu bằng how. Look at our what exclamations. Bây giờ sẽ là câu cảm thán mà bắt đầu bằng what. So it's on this side. Cái này là kiến thức mà ở trong trung học đó mình cũng đã được dạy rồi. Mình nghĩ các bạn cũng biết. It's the same idea. We use this when we're showing surprise or we really want to show we mean something. So the formula, it's like math. We take what plus a plus adjective plus noun. So let's isolate this. What a adjective and noun and our exclamation point. So what are some examples of this?
If I saw a movie, I really like this movie. Maybe it's an action movie. At the end, I might say, wow, what an exciting movie. Okay. Exciting is your adjective. Movie is your noun. In this case, there is no verb, but you have to be careful. You must remember a or an. Okay. So it's either what a, what an. Mm. Let's look at another example. A or an. A or an. What a strange man. What a strange man. Okay. So again, maybe you see a man doing something very strange, or you meet someone, you think they're very strange. Oh, what a strange man. Again, what a adjective is strange. Noun is man. Okay, another example. Oh, what a cute baby. What a cute baby. And again, what is your adjective? Mấy bạn để ý lúc mà cô đặt ví dụ đó, cô có cái giọng điệu rất là rõ ràng. Lên xuống giọng hay là nhấn âm cũng rất là rõ ràng. Mình nên bắt chước theo cô ha. Cô là người bản xứ và việc bắt chước theo người bản xứ là rất là tốt. Mình rất là khuyến khích mọi người là học mọi thứ. Ví dụ như mình học tiếng Anh thì mình học của người Anh thôi, hoặc là của người Mỹ thôi, chứ mình đừng có học của những cái người khác. Tại vì ở trên mạng nó rất là nhiều cái để mà mình học, đúng không nè? Mình có thể chọn được rất là nhiều nguồn học, nhưng mà mình khuyến khích là mình học tiếng xứ nào, mình thích cái âm giọng nào thì mình nên học chơi cái đó, đúng không? Mình thấy là có nhiều bạn là đọc những cái phần truyện đó, phần truyện song ngữ, những cái chuyện giống như là chuyện Sự Tích Cây Khế đi. Đó, người ta dịch qua tiếng Anh, người ta có cái bản tiếng Việt rồi người ta dịch qua tiếng Anh. Đó, cái là bạn học cái bản tiếng Anh đó. Thì mình nghĩ cái bản tiếng Anh đó đó nhiều khi nó cũng chứa những cái mà nó rất là Việt Nam, chứ nó không có mang cái tính mà của người bản xứ. Nên là mình nên học cái gốc á, là học cái gốc của người nước ngoài, rồi mình sẽ chuyển thể, mình chuyển ngữ nó qua cái tiếng Việt để mình hiểu. Cái việc mà chuyển qua tiếng Việt chỉ nhằm mục đích là mình hiểu thôi, chứ mình học cái gốc vẫn là cái của người bản xứ. Mấy bạn ha. Cute. What is the noun? Baby. Is there a verb? No. Is there an exclamation mark? Yes, that's the exclamation mark. Okay. So these are some examples of exclamations, but there's another way to do this. So we have with how. Maybe you have a sentence. She is pretty. Oh, she's very pretty. She is pretty. You can say this a different way. Oh, she's very pretty. She's pretty. Huh? Especially in conversation. You can say, how pretty she is. Mình có thể dùng một kiểu nữa là how pretty she is. So it's just like what we did up here, but we are adding the subject and the verb. And notice the order. Thì cô nói là cái câu ở dưới nó giống câu ở trên thôi, nhưng mà mình thêm chủ ngữ và động từ vô. Pretty, she, so subject first, is, verb last, okay? How exciting the movie was. How strange the man is. How cute the babies are. Here are some more examples of this. Now we can do something similar with what exclamations. Rồi, mình nói thử nha. How exciting the movie is. How strange the man are. How strange the man are. How cute the baby is. This sentence, you have big eyes. There's a very famous story called The Three Little Pigs. Or no, not Three Little Pigs, Little Red Riding Hood. And there's a very famous line in that story. It's a kid's story where the wolf is dressed in grandmother's clothes and Red Riding Hood says to the wolf, Grandma, what big eyes do you have? Oh, actually, what big eyes you have? There's no do. What big eyes you have? What big lips you have? What big teeth you have? Cô đang kể là về cái câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ đó. Thì lúc mà cô bé quàng khăn đỏ gặp bà, mà lúc này bà không phải là bà nữa, mà bà là con sói giả dạng đó. Thì cô bé quàng khăn đỏ mới hỏi là bà ơi, sao mắt bà to thế? What big eyes you have? Đó, kiểu như là mình cảm thán, mình dùng câu thán. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Bà ơi, sao môi bà bự thế? Đó, giống như vậy, đúng không? Okay, so that's from a very famous story. So it's just like what we did up here. You have what? You don't have a, but what? Adjective, noun, and then you have your subject and your verb. We could say also, what an exciting movie this is. What a strange man he is. What a cute baby she is. Okay, so you have a choice. You can either do it this way, or if you want, you can add a subject and a verb at the end. So let's do some practice ones together. Yeah, mình nói lại những cái câu này nha.
What a big eyes you have. Thì mình sẽ nói là what big eyes you have. Thì mình sẽ nói là mình đổi cái câu ở trên là what an exciting movie I see. What a strange man I meet. Hoặc là what a cute baby I have. Exciting movie this is. What a strange man he is. Thêm mấy cái đó. He is. Hoặc là it is. What a cute baby she is. Hoặc là what a cute baby she is. Okay, so you have a choice. You can either do it this way, or if you want, you can add a subject and a verb at the end. So let's do some practice ones together. Okay, so let's do some questions. What a great idea. Another example of an exclamation. So what a great idea. Cũng là một cái ví dụ đó mấy bạn. What a great idea. What a great idea it is. What a great idea. How great. First one we are going to do. That's a big truck. Mà sẽ nói, how big the truck is. Hoặc là how big. Hoặc là what a big truck. Hoặc là what a big truck it is. How do we change this into an exclamation? Using either how or what. Well, first of all, think, is there an adjective? We have our adjective. Is there a noun? Truck is a noun. So do we use how or what? We use what. We can say, what? What comes next? A. Adjective. Big. Noun. Truck. What a big truck. Okay. Rồi, cô nói là sao? Câu này đó, cái câu gốc đó, nó là danh từ, đúng không? Cái ý chính của người ta nói ra là danh từ truck nè. Còn những cái câu sau, ví dụ như creative, cái câu số 3 nè, mấy bạn thấy creative không? Nó, cái ý chính nó là nó thể hiện cái tính chất là nó dùng tính từ. Thì khi mà nó thể hiện danh từ thì mình dùng what. Còn khi nó thể hiện tính từ thì mình dùng how. Example. You can also say, what a big truck it is. What a big truck it is. Or what a big truck that is. All are okay. I'll just write this one because it's shorter and it's correct. Number two. You make a cute couple. Oh, maybe you have a friend who has a boyfriend and you're looking at them saying, oh, you make a cute couple. What else could you say? How can we make this an exclamation? What a cute okay. couple. Well, first of all, do you see a noun? Is there a noun? Yes, couple. Is there an adjective? Yes. So do we use how or what? What? We use what with adjectives and nouns. So let's make the sentence. What a cute couple. Oh, what a cute couple. What a cute couple. Or, what a cute couple. Or you could even say, couple. What a cute couple you make. So again, if you want to keep you make in it. Nếu mà mình muốn giữ cái này, mình cũng có thể giữ lại luôn. What a cute couple you make. At the end, what a cute couple you make. You make. Okay, so subject first, then verb at the end. Mm. And always, if you write it, exclamation point. Number three. This story is very creative. Story is very creative. Tính từ cuối không? The story is very creative. How creative your story is. This how can we turn this into is. An exclamation? Well, first, is there an adjective? Yes. Is the adjective describing a noun behind it? Well, we could say, what a creative story. So yes, there is a noun. So we could say, what a creative story. But I want to use how this time. I can say, mình cũng có thể nói, what a creative story luôn. Nhưng mà cô muốn dùng how ở đây. How creative. So I can say, wow, how creative. I can put an exclamation mark. Or I can say, how creative this story is. How creative the story is. Finally, number four. Maybe I'll admire my ring. It's lovely. How can we change this into an exclamation? Do we have a noun? How lovely. No. Do we have an adjective? Yes. So with just an adjective, we can use how. We can say, how lovely. Oh, how lovely. Okay, like that. So again, this is used in conversation English. Okay. What an interesting video. also. Cô nói là, cô nói what's an interesting video. Cô có cười hè hè hè. Là
Kiểu như là cô tự khen cái video của mình đó, nó thú vị đó. Exciting, this video is. Okay, so if you want to practice this more, you can come to www.ingvid.com and you can practice on our quiz. Okay, so until next time, take care. Cô nói là nếu mấy bạn muốn luyện tập hơn đó, thì mình hãy vào cái Ingvid để mà mình có cái bài luyện tập. Đây, mình nhấn vô đây ha. Ở dưới đây có transcript cho mình luôn nè. Mấy bạn thấy không? Cái kênh Ingvid này nó rất là chuyên nghiệp ha. Mình hồi xưa là mình cũng đã biết tới nó rồi. Đây, ở đây chúng ta có bài tập để làm nè mấy bạn. Mình ứng dụng nó ngay ha. Rồi, mình ứng dụng liền là bài tập nè. Đó. Người ta hướng dẫn mình vào làm bài tập ha, thì mình làm bài tập. Rồi, tiếp tục ha. How a beautiful baby. What a beautiful baby. How beautiful. Mấy cái này dễ hả mấy bạn? What a couple cute. What a cute couple. How cute. What an exciting movie. What a wonderful surprise. How. What a wonderful surprise. How surprising. What a cute dog have you? Là người ta hỏi cái câu này có đúng không nè? Không đúng. What a cute dog you have. How strange he is. Này đúng nè. What funny eyes. Cái này đúng nè mấy bạn. Rồi, mình làm đúng hết luôn nè. Rồi, hôm nay chúng ta đã biết thêm một cái trang mới nữa là And English Video, đó, Free English Video Lesson. Cái trang này rất là lớn ha. Có rất là nhiều giáo viên luôn mấy bạn đó, các thầy cô rất là nhiều ha. Thôi, mình xong cái này rồi. Bây giờ chúng ta đến cái gì nữa? 100 câu cảm thán thông dụng. 100 câu cảm thán thông dụng thì chúng ta có đây. 100 câu thì nhiều quá đúng không? Thôi, mình dịch xong cái này ha. Nó có cái phần giới thiệu ở đầu nè. Mình cứ dịch cái phần giới thiệu này xong đi ha. Rồi mình lấy một vài cái ra để mà mình học với các bạn. Mình học 100 cái thì nhiều quá, nên là mình chỉ dừng lại ở mức độ là mình biết thôi ha. 100 mostly small but expressive interjections là cái sự nói thêm vào mà nó dường như hơi rất là nhỏ nhưng mà rất là mang cái tính chất là bày tỏ đó. Interjection, mình tra cái từ đó ha. Interjection, hình như mình nhớ mình có tra cái từ này hôm trước rồi. Interjection, a short sound words or a phrase spoken suddenly to express an emotion. Oh, look out, ouch, or interjection. Nghĩa là gì ta? Interjection là gì ta? Interjection là sự nói xen vào, à thán từ. Interjection là thán từ. Interjection. Interjection là thán từ. Expressive. Expressive là showing or able to show your thoughts or feeling, là nó mang cái tính bày tỏ. Những cái câu nó nhỏ thôi, những cái thán từ nó tuy nhỏ nhưng mà nó có cái tính bày tỏ. 100 cái như vậy. They often seem disreputable. Disreputable là gì mấy bạn? Like stolen others loitering a public through thoroughfare. Nó có nhiều từ nó hơi mới với mình ha. Disreputable, mình tra ha. Disreputable.
disreputable, là that people do not respect or trust, considered to be bad, dangerous, or honest, dishonest. Là mọi người không có tôn trọng, không có quý trọng cái này. Disreputable. Là sao? Disreputable là có tiếng xấu. Disreputable. She spent the evening with her disreputable father, Stephen. Là cô ấy dành ra một cái buổi tối bên cạnh cái anh trai có tiếng xấu của cô ấy, Stephen. Disreputable. Disreputable. Nếu âm hai mới đúng nha mấy bạn. Disreputable. 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 Nhóm 2. Chúng thường nghe có vẻ là nó không có hay, không có tốt, không có tiếng tốt. Like sullen idler. Là gì mình không biết. Sullen. Mình phải tra cái này rồi. Này, ấy ở trên đây người ta cũng share những cái đường link này luôn nè mấy bạn. Ở trên British Council Learn English nè. Oops, because they are different language. Để mình xem coi. Này không có ok lắm hả? Toàn là những cái đường link mà nó share cái bài đăng đó không. Sullen Idler là gì mình không biết. Để mình tra từ sullen này coi. Sullen nó có nghĩa là angry. Sullen. 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 Angry and unwilling to smile or be pleasant to people. Là tức giận, không có sẵn lòng cười hay là dễ chịu với bất kỳ ai. His daughters stare back at him with an expression of sullen resentment. Sullen. Là con gái của cô, của anh ấy thì nhìn chằm chằm trở lại anh ta, nhìn chằm chằm anh ta với một cái biểu cảm là rất là hận thù. Mà tức giận nữa mấy bạn. Sullen là angry. Khó chịu. Tức giận. Sullen là... Rồi bên đây nó là dịch một cái nghĩa khác. Là rầu rĩ, ủ ê. Nhưng mà bên đây nó có một cái nghĩa rất là mạnh. Đó là angry. Hoặc là không có hài lòng. Không có sẵn lòng cười đó. Sullen là như vậy. Sullen. Mình thì mình tin từ điển Anh hơn, mình theo từ điển Anh ha. Sullen là angry. Còn idler là gì ta? Idler. Đây. Có từ điển đề cập idler là gì ha? Mình tra từ điển này. Idler. Idler, đọc idler. Idler. Idler là one who spend time idly, có nghĩa là lười biếng đó, kẻ lười nhác, là một người nào đó mà dành thời gian một cách lười nhác. An idle là lười biếng nè mấy bạn. An idle, inactive or lazy person. Idle này là mấy bạn, mình tra từ idle. 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 Có nghĩa là lười biếng. Idle này không phải là thần tượng đâu nha. Là kẻ tức giận lười biếng thì loitering in a public thoroughfare. Loitering. Để mình tra loitering là gì nha. Loitering. Loiter. 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 Stand or wait. Lâm bông. Mình nhớ rồi. Là cái này có nghĩa lâm bông. Là có nghĩa là lâm bông.
to stay and await somewhere especially with no obvious reason. Là hang around, là mình cứ lăm băm thôi. Teenagers were loitering in the street outside. Là những cái đứa vị, những trẻ vị thành niên nó đang lăm băm ở bên cái, ở ngoài đường. Rồi, như là những kẻ lười biếng hay giận dữ, ủ ê, tức giận, rồi đó, không có sẵn lòng cười như khác, khó chịu đó. Những cái kẻ lười biếng mà nó khó chịu, nó hay tức giận, thì nó lăm băm ở những cái, ở nơi công cộng. Thoroughfare là gì? Mình tra luôn. Thoroughfare. Thoroughfare có nghĩa là a public road or street used by traffic, especially a main road in a city or a town. Là một cái đường công cộng hoặc là một cái đường, đúng không? Đường xá đó, được dùng bởi xe cộ. Thoroughfare. Thoroughfare là đường lớn. Đường lớn các bạn. Thoroughfare. Là but they actually do a lot of hard work and are usually spernickety about the task to which they are put. Persnickety. Mình tra từ này ha. Persnickety. Pernickety. 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 Worrying too much about details that are not important. Showing this. Là mình lo lắng về quá nhiều cái chi tiết mà nó không có quan trọng. Là sao? Là nhỏ nhặt. Pernickety. 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 Là nó nhỏ nhặt. Rồi. Nhưng mà chúng thực ra là làm rất là nhiều công việc nặng nhọc và thường rất là nhỏ nhặt về những cái công việc mà chúng chúng được đặt vào. Là sao? Là những cái từ mấy cái từ này, mấy cái từ cảm thán này nè, những cái thán từ này ha. Mình dịch lại cái câu này rồi mình nghĩ ha. Ngày mai mình sẽ tìm hiểu tiếp. Mặc dù nó một câu ngắn nhưng mà nó rất là nhiều từ mới. Chúng dường như thường có tiếng xấu, giống như là những cái kẻ mà lười biếng mà hay tức giận, lông bông ở ngoài những cái đường lộ lớn của công cộng. Nhưng mà chúng thật ra là làm những cái công việc rất là nặng nhọc, làm rất là nhiều việc nặng nhọc và thường là khá là nhỏ nhặt về những cái công việc mà chúng được giao, được đặt cho. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi ha. Bữa sau thì mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình lưu cái này lại nè. Rồi, bữa sau mình sẽ tiếp tục là học cái phần thứ 3 của nói trầm hơn và tiếp tục với cái bài này. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.